Ok, hello quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của em. Thì video này em sẽ gọi là tâm sự với quý vị mà tâm sự với quý vị, đúng rồi, tâm sự với quý vị một số chuyện đó, nó liên quan tới bản thân em về cái kênh của em luôn đó. Thì cái video này á, em đã làm rồi, em làm theo phong cách đó là vừa chơi game vừa tâm sự đó. Như video này em làm với thời gian nó là 1 tiếng lẻ 1 phút 32 giây đó. Còn cái video thứ hai này á, thì cái video 1 tiếng lẻ 1 phút hồi nãy á, là em thấy nó kiểu lan man quá cho nên là em làm lại. Thì cái lần làm lại này á, cái lúc mà làm lại lần thứ hai á thì nó có 1 tiếng, nhưng mà sau đó thì em thấy là nội dung nó vẫn còn thiếu, thế là em làm thêm 8 phút đồng hồ nữa đó. Vậy tính ra là tổng cộng là 1 tiếng 8 phút đồng hồ đó, mà lúc đó, cái đó là chưa edit nha. Edit thì có thể là nó ngắn lại một chút đó đó. Thì cái vấn đề em muốn nói là gì, thì đó, cái vấn đề em muốn nói đó là đây là ngày 22 đúng không, đây là lúc này là 10 giờ 29 phút ngày 22 tháng 8 đúng không. Thì vào ngày 20 tháng 8 á, em có gọi là, và lúc đó hình như là 1 giờ chiều á, thì em có gọi là tự cho mình một cái thắc mắc, đó chính là cover nhạc có bị dính bản quyền hay không. Thì lúc đó đó em mới gọi là lên Google em search đó là cover nhạc có bị dính bản quyền hay không. Thì em lên thì em tìm hiểu thì người ta có nói đó là cover nhạc mà không xin phép thì vẫn bị gọi là đánh bản quyền như thường đó, cho nên trước khi cover là phải xin phép. Thì lý do mà em tìm hiểu về cái vấn đề đó thì em tính là mình sẽ đi học đàn quá vậy, em mình sẽ đi học đàn để sau này ha, mình có buồn buồn mình lấy cái đàn ra mình hát cover vài bài nhạc, sau đó mình đa quay phim lại mình đăng lên trên mạng mình câu view chơi đó, nó vậy đó đó. Thì lúc đó quý vị, lúc đó đó là thì nói chung sau khi mà em tìm hiểu xong đó đúng không, em kiểu wow, không ngờ luôn á, từ trước giờ cứ tưởng đâu á, cứ tưởng đâu là mình chỉ cần quay video mình hát lại cái bài nhạc của người ta rồi sau đó mình chỉ cần đăng lên trên mạng mình để cái chữ cover vô là không bị gì hết. Nhưng mà tới nay thì mới biết rằng đó là không, trước khi cover vẫn phải xin phép bình thường. Không xin phép thì quýnh gậy, là vẫn bị quýnh gậy đó. Thì sau khi mà đọc xong cái bài viết ở trên mạng á, cái bài viết đó đó, một cái bài viết thôi, em chỉ đọc đúng một bài viết thôi, thì em lại thấy thêm một cái video nữa, đó là cái video của cái kênh gọi là Thế Tâm YouTube, Thế Tâm YouTube đó. Thì cái video đó để là gì ta, làm thế nào để cover bài hát mà không bị dính bản quyền. Nếu như bạn là một người thích đam mê ca hát, đam mê âm nhạc mà và thích đi hát lại bài nhạc của người ta nhưng mà lại sợ bị dính bản quyền thì làm thế nào đó. Thì cái kênh đó đã hướng dẫn cho mọi người đó là làm thế nào để mà gọi là cover nhạc của người ta không bị đánh bản quyền nhưng mà vẫn kiếm được tiền đó. Ok chưa, ok nhà em nó hơi ồn xíu, quý vị thông cảm nha. Đó thì em xem xong á, thì đó thì cái chú đó thì giải thích rất là tận tình, đó là muốn không bị đánh bản quyền nhạc á thì đó là chúng ta phải gia nhập vào một cái gọi là network, một cái gọi là phải sao ta, một cái đội nhóm, một cái đội nhóm là một cái tổ chức á, nó gọi là network đó. Thì cái này là một cái nhóm trung gian, một cái nhóm trung gian là giúp cho mình lấy được tiền từ YouTube nhanh hơn, nhưng mà với điều kiện là mình phải chia phần trăm với người ta đó. Thí dụ như là YouTube nó gửi tiền như tài khoản của mình đi đúng không, là cỡ 24 tây đi, 24 tây tháng 12 đúng không, nó hẹn là 24 tây tháng 12 nhưng mà nó có thể là nó trễ hẹn nó tới 28 tây đó, kiểu vậy đó. Thì nếu như mà mình gia nhập với lại cái tổ chức, cái đội nhóm đó thì kiểu như người ta sẽ là giúp mình lấy tiền về nhanh hơn đó. Nhưng mà buộc á là mình phải gọi là chia phần trăm cho người ta, nhưng mà đổi lại á là người ta sẽ hỗ trợ mình về vấn đề bản quyền rất là nhiều. Đó là video mình đăng lên á, mỗi cái video mình đăng lên á đều sẽ được người ta bảo vệ bản quyền. Ai mà đăng video giống như kiểu như re-up video mình á là kiểu như là mà người ta sẽ đánh gậy cái những cái video, những cái kênh đó, và mình sẽ được tiền từ cái video mà re-up đó. Ok chưa? Đó, rồi đồng thời cũng hỗ trợ nhạc luôn. Ví dụ như là em chơi game nữa vậy, em chơi game Minecraft mà cái đoạn này nó chiêu chiêu phải không? Đó, đi kiếm nhạc chiêu chiêu mà cái khổ nổi cái đoạn nhạc đó nó bị dính bản quyền. Cái đoạn nhạc đó là cái đoạn nhạc bản quyền đi. Thì mình mà ghép vào mình mà đăng lên nó thì mình bị bản quyền đúng không? Ok, không sao, chúng ta hãy gia nhập vào network. Những đội ngũ trong nhóm đó sẽ gọi là giúp bạn không bị dính bản quyền, bởi vì người ta có bản quyền của bài nhạc đó. Đúng không? Ok chưa? Đó tức là những cái đội nhóm đó người ta có bản quyền của bài nhạc đó thì quý vị xài bản nhạc đó vẫn ok bình thường, không sao hết. Đó. Thì sau khi mà gọi là
tìm hiểu xong đó nha, thì nó giống như một cái điềm quý vị, nó giống như một cái điềm, vào cũng đúng ngày 20 tháng 8 luôn, tức là ngày hôm kia đó, là lúc đó là em vào bên trong phòng để mà em đi ngủ. Thì lúc đó em chưa ngủ liền đâu, em còn lấy điện thoại em bấm chơi chơi nữa, em bấm chơi nữa thì không hiểu sao em vào cái kênh em và em vào cái phần mà quản lý video của em nè đó. Em kiểm tra xem là video mình nó như thế nào đó, ok chưa. Thì em phát hiện rằng cái video này của em quý vị nó bị đánh bản quyền quý vị đó, nó để hai chữ bản quyền đây quý vị đó, nó để hai chữ bản quyền. Lúc này em kiểu sửng sốt luôn quý vị, tại vì em kiểu là ủa, cái lúc mà mình đăng video lên nó đã kiểm tra cho mình rồi, tại sao bây giờ nó lại dính bản quyền là sao? Thì theo như quý vị, cho quý vị nào không biết đó, là khi mà quý vị đăng video bằng máy tính á, thì trước khi gọi là đăng video là sau khi mà quý vị đăng video lên máy tính nha, thì nó sẽ hiện lên bốn cái mục. Cái mục đầu tiên á đó là cái quý vị sẽ đặt tên cho video, tiêu đề này kia nọ, rồi mô tả các kiểu đó. Còn cái phần thứ hai là gì á thì em quên mất tiêu rồi. Còn cái mục thứ ba đó là cái mục này ha, là nó tự hoạt động nha, chứ quý vị không cần phải động tay động chân gì hết. Cái mục này nó sẽ tự hoạt động theo kiểu đó là nó sẽ kiểm tra xem á là từng cái đoạn phân cảnh trong video của quý vị á, từng đoạn luôn, từng giây từng phút là nó có cái gì gọi là dính bản quyền không. Nếu như mà không á thì nó sẽ để là không vấn đề gì, còn nếu như mà có thì nó sẽ để cái chữ bản quyền. Cái lúc đó em đăng lên em kiểu rồi nha, không có gì hết, nó để là không có, kiểu oh yeah, hên. Nhưng mà tới lúc ngày hôm kia quý vị tự nhiên nó để chữ bản quyền, em kiểu hết hồn, kiểu what, mày giỡn mặt với tao hả? Đó, thế là em vào em kiểm tra coi thử nó dính bản quyền cái gì. Ai ngờ đâu nó dính bản quyền cái đoạn nhạc quý vị. Cái đoạn nhạc thì cái đoạn nhạc mà nó dính bằng cái bản quyền đoạn nhạc đó là bắt đầu từ cái đoạn mà 1 phút 25 giây đó. Thì quý vị, nếu quý vị muốn biết cái nhạc đó là sao thì quý vị cái việc vào trong video của em mà quý vị nghe cái nhạc đó, chứ em không dám mở lại thì mất công nó dính bản quyền thêm một lần nữa đó. Đó thì cái đó giống như một cái điềm quý vị đó, kiểu như một cái điềm luôn, giống như là vừa mới tìm hiểu xong. Và thế là tối đó vô ngủ. Nhưng mà trước khi ngủ mình bấm điện thoại chơi, mình kiểm tra xem video này của mình được bao nhiêu view rồi. Và thế là wow, mình phát hiện ra video đó của mình dính bản quyền. Wow. Oh wow. Đó. Kênh của em đã được xóa 2 gậy quý vị. Đó. Cái việc mà cái kênh của em được xóa 2 gậy lúc trước đó, đây cái video này á, là em nói với quý vị đó là cái kênh của em được xóa 2 gậy đúng không? Thì cái việc bị mất 2 gậy đó, nó là thật, nhưng mà có điều là cộng thêm 2 chữ nữa, đó là thật phũ phàng. Ok, thật phũ phàng. Bởi vì á, hai gậy đã biến mất, nhưng mà cái video này thì lại bị khiếu nại bản quyền về cái nhạc. Wow, không hiểu luôn. Cái lúc mà đăng lên rồi á, cái lúc mà em đăng lên rồi, mới đăng luôn nha, mới đăng lên cách đây, mới đăng nha, thì nó để là nó kiểm tra giùm em rồi nha, nó không có gì. Nhưng mà tới tận thì bây giờ nó mới thông báo là có vấn đề, không hiểu luôn đó. Rồi đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai á thì em muốn nói luôn, đó là từ nay về sau có thể là em sẽ không làm video nữa, mà nếu như có thì khi nào có hứng thì em mới làm, hoặc còn không có hứng thì thôi đó. Và kể cả Minecraft cũng vậy luôn. Tức là sao? Tức là như thế này, như quý vị không biết á, cái video này á em quay từ vào giai đoạn là tháng 6 của năm nay đó, thì tới tận đầu tháng 8 em mới gọi là edit xong. Thì vấn đề ở đây không phải là do em lười hay là gì hết, mà là không phải à, sao ta, đúng rồi, vấn đề là do em kiểu như em lười quý vị. Cái lúc mà quay á, quay video đó thì em làm rất là chăm chỉ luôn, nhưng mà sau khi mà kiểu như tới cái phần khâu edit á, không hiểu sao rồi là em bị mất hết toàn bộ động lực luôn quý vị. À, thế là em kiểu như edit cái lờ đờ á, nhầm bữa em kiểu ủa, ngày hôm nay mình phải edit được một cái gì đó từ cái đoạn video đó, edit một chút thôi cũng được đó. Và thế là em mở phần mềm edit lên, nhưng mà cái phần mềm edit đó của em nó cũng hay bị lỗi quý vị, nó cũng hay quay hoài á, nó vào cũng hơi lâu á. Và thế là em chờ, trong lúc nằm chờ thì bấm điện thoại xong thì bấm tới luôn, thì tới lúc mà nó vô được rồi thì em bỏ nó luôn quý vị đó. Em cứ bỏ nó hoài, thế là tới lúc mà đi ngủ rồi tắt máy tính luôn quý vị. Và thế là nguyên ngày đó không edit gì luôn đó. Tức là có nghĩa là nhầm bữa em mở lên để mà em edit, nhưng mà cuối cùng em lại không edit gì cả đó, nó kiểu vậy đó. Thì á,
cái vấn đề thứ hai mà em muốn nói đó là, thứ nhất đó là đầu tiên em không muốn làm video về Minecraft nữa, tại vì thứ nhất á làm nó rất là cực. Đó, làm rất là cực. Như cái video này á thì em đã gọi là đưa ra một cái tiêu chí cho bản thân em, đó chính là cực khổ trong khâu edit, không phải cực khổ trong khâu quay, nhưng mà sẽ gọi là nhẹ nhàng trong khâu edit. Tức là trong cái khâu, trong cái lúc mà quay video á, em sẽ cố gắng gọi là làm hết tất cả những cái gì đó, em sẽ cố gắng chịu cực một xíu đó, để mà là gọi là có những cái cảnh quay gọi là nó bao quát nhất, gọi là có ok nhất, để mà tới lúc mà edit á thì mình sẽ rất là khỏe, tại vì hay là không có nhiều cảnh gọi là bị lỗi, không có nhiều cảnh bị lỗi, cho nên là không cần phải chỉnh sửa nhiều. Nhưng mà tới lúc mà thực hành đó quý vị, thì edit hay là quay thì nó cũng y chang nhau. Cái khâu quay hay khâu edit thì nó cũng y chang nhau luôn. Nó cũng cực khổ y chang nhau vậy đó quý vị, nó cũng không có khác biệt gì hết trơn á. Nó cho nên đó là em có nói luôn là từ nay về sau đó là em không làm gì Minecraft nữa. Mà nếu như có đó thì khi nào em hứng lắm thì mới làm, còn em không hứng á, không có hứng thì em không làm. Kể cả làm video cũng vậy luôn. Đó, làm video cũng vậy luôn, có hứng thì em sẽ làm video, còn không có hứng thì em sẽ không làm video. Rồi vậy thì á, tại sao em không làm Minecraft thì em đã nói rồi ha, một phần là em cha, một phần là vì làm Minecraft nó cực, còn một phần nữa là vì em chán cái game này rồi quý vị, chơi nhiều quá cũng chán đúng không, em cũng thấy hơi chán chán cho nên là em muốn đổi qua những cái game khác đó. Tại vì ban đầu á, ban đầu cái kênh này em tạo ra là nhằm mục đích là để gọi là sao nhỉ, gọi là chơi nhiều game. Đó, ban đầu là em tạo cái kênh này ha, mục đích là để chơi nhiều game khác nhau. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà bây giờ cứ chơi Minecraft hoài luôn quý vị. Đó, cứ chơi Minecraft hoài luôn. Đó. Cho nên là bây giờ hay là em kiểu như là sao ta? Kiểu như em nghĩ là mình cần phải thay đổi quý vị, cần phải thay đổi. Đó, thay đổi kiểu như là cho cái kênh em kiểu như nó đa dạng hơn, nó cứ không thể nào một game hoài được. Đó. Rồi thứ hai nữa là sao ta? Em bị gọi là không còn liên tiếp với YouTube nữa đó. Ví dụ như ông Hoàng YouTube đó quý vị, ông Hoàng YouTube PewDiePie đó, bây giờ cũng làm video theo kiểu là có hứng thì làm, không hứng thôi quý vị. Bây giờ em bắt chước ông đó đó, tại vì bây giờ kiểu sao ta, 4 năm gắn bó với YouTube thì em kiểu như là sao ta, vui thì ít mà buồn thì nhiều quá, cho nên là bây giờ kiểu như là buông bỏ quý vị, buông bỏ. Đó, buông bỏ, lâu lâu thì làm vài cái video ngắn ngắn về game này kia nọ, có thể là game, có thể là quay vlog này kia nọ chơi chơi thôi đó, rồi đăng lên trên đây câu view vài cái hay xong đó. Rồi cái thứ ba mày muốn nói đó là em có thể là em sẽ làm lại cái video này, vậy em làm lại cái series này, cái series đó là Minecraft thế giới vô tận đó, được chưa, em sẽ làm lại cái series này đó. Bởi vì theo như em thấy nha, đó là cái series này thì đây em có làm rồi đó, em có làm rồi, nhưng mà có điều là em thấy nó dở như cứ vậy đó, em thấy nó dở như cứ, cho nên là em quyết định là sẽ gọi là làm lại cái series này, và em sẽ gọi là cố gắng cải tiến nó từ dở như cứ thành dở như chó vậy đó. Vậy đi rồi ok. Rồi tiếp theo một cái lý do nữa mà em không làm Minecraft quý vị đó, một cái lý do nữa em không làm Minecraft đây là, quý vị biết cái kênh Chenny không, đây là cái kênh Chenny Chenny đây, như quý vị thấy cái kênh này đúng không? Đó, quý vị có xem video này chưa? Em làm xem video này rồi. Thì trong cái video này á, thì cái anh trên này này anh nói về những cái cập nhật mới trong của Minecraft phiên bản 1.20.1 đó. Trong đó có một cái cập nhật mà em có hai ba cái em cảm thấy em lưu ý nhất. Em lưu ý gì em nghe xong, em lưu ý vì em nghe xong em kiểu wow, không hiểu luôn. Đó. Cái gì ta? Cái cập nhật đầu tiên đó chính là nếu như mà dùng cái Minecraft, tức là dùng cái chữ Minecraft này nè, để mà đặt tên cho một cái gì đó mà không phù hợp hay là như thế nào đó đó, nói chung cũng không hiểu cái gì. Nói chung là có ví dụ luôn nha, nhà phát triển Minecraft á, Mojang quý vị có đưa ra ví dụ luôn, ví dụ hay là đặt Minecraft kiểu vậy là bị ban nè, nhưng mà có điều hay là đưa ra ví dụ rồi nhưng mà vẫn không hiểu cái gì, vẫn không hiểu là Mojang muốn nói gì, vấn đề gì luôn đó. Tức là bây giờ là em có một cái băn khoăn đó là cái chữ Minecraft này mà đặt đặt theo cái kiểu mà tiêu đề hay là cái gì đó mà không phù hợp là bị ban. Vậy thì em suy nghĩ là ấy có khi nào cái kênh tôi cũng bị ban luôn không? Tại vì cái kênh của tôi cũng để chữ Minecraft hoài luôn nè. Những cái video Minecraft của tôi cũng để chữ Minecraft nhóc luôn á. Vậy thì tôi có bị ban không? Đó, cái đó mới là vấn đề đó. Đó. Còn cái thứ hai quý vị, cái thứ hai đó là cái này không phải là cập nhật quý vị, cái này không phải là cập nhật về game, mà cái này kiểu như là một cái gọi là cái sự gọi là thay đổi về cái cách quản lý game của nhà phát triển game của người ta. Thì cái anh trên này anh nói hay là bây giờ Mojang á,
nói rằng đó là sẽ rồi gà soát YouTube xem thử là thanh niên nào mà quay game Minecraft này á mà gọi là có nội dung không phù hợp đó là yêu cầu bên YouTube xóa cái video đó luôn. Wow, em kiểu wow, không không thể tin được. Một mày mua sang cũng có một ngày kia, kiểu game này là của bố mày gọi là nắm top phải không, thằng nào mà lén phén là tao bóp hết, tao bóp cho chết hết. Wow, mua sang bây giờ bắt đầu gắt rồi đó quý vị đó. Và cái anh trên này nè, anh cho biết là trong vòng 1 tháng tới, còn 1 tháng thôi đó, là mua sang bắt đầu chiến dịch càn quét rồi đó, bắt đầu chiến dịch càn quét của mình à. Cho nên đó là em bắt đầu em phải suy nghĩ lại rồi đó quý vị, suy nghĩ lại rồi đó. Thì người ta làm như tại sao người ta làm như vậy á, thì người ta làm như vậy là để gọi là bảo vệ trẻ em quý vị đó. Bởi vì lý do mà em không làm video cho trẻ em xem là vậy đó quý vị, rồi em cũng không muốn trẻ em xuất hiện trong kênh của em là vậy luôn á đó. Mặc dù em biết ha, là làm video cho trẻ em xem rất là nhiều view, rất là nhiều subscribe, nhưng mà em vẫn không làm. Đó là bởi vì thứ nhất là làm nếu mà làm cho trẻ em thì từ cái lời ăn tiếng nói, cách cư xử, mọi thứ của mình nó phải gọi là chỉnh chu đúng mực nhất có thể, nhưng mà em thì không làm được cái đó. Đó, em thì kiểu như là ui tôi chỉ em thì em muốn làm theo cái kiểu như là quý vị lên trên mạng gặp em giống hệt như là một cái thằng bạn quen biết, một cái thằng bạn của quý vị đó, quen biết với quý vị từ rất lâu đúng không, lâu lâu nói xàm nói bậy vài câu chọc quý vị chơi đó, chọc quý vị chơi chơi thôi đó, cho nó vui thôi. Nhưng mà kiểu như là trẻ em thì nó không nghĩ được như vậy quý vị, nó cứ nghĩ là ha là mình những cái cử chỉ, những cái trò đùa của mình nó kiểu là ô hóa ra người lớn người ta hành động như vậy hả, ú mình muốn làm người lớn mình sẽ bắt chước theo. Trời ơi luôn ơi, coi như là đời em thú quắc luôn quý vị ơi, thiệt luôn. Tại em thử tưởng tượng một ngày nào đó ha, đi ra ngoài đường gặp một đứa con nít, nó chỉ thẳng mặt ta vô một người lớn tuổi, nó nói rằng ê ông già ông thấy tôi đẹp trai không, kiểu wow. Lúc đó là em không biết em không biết nên nói gì luôn quý vị. Đó, thiệt luôn đó đó. Thì đó là những gì mà em muốn nói quý vị, đó là thứ nhất đó là em không, đó là kênh em đã gọi là mất hay gãy rồi, và đó là sự thật, nhưng mà là thật phũ phàng bởi vì video này đã bị khiếu nại về bản quyền âm nhạc, ok chưa. Rồi thứ hai đó là em sẽ gọi là từ nay về sau đó là em sẽ không làm video về Minecraft nữa, mà nếu có làm thì là có hứng thì làm, không có hứng thì thôi, ok chưa. Và gọi là cái series Minecraft thế giới vô tận này có thể em sẽ gọi là làm lại thôi, làm lại, chứ cái phiên bản cũ hiện tại của nó cùi mía quá quý vị đó. Và video thì cũng vậy luôn nha quý vị, và video cũng vậy luôn nha quý vị. Lâu lâu thì em có hứng thì em sẽ gọi là quay video rồi đăng lên đây đó. Video thì nó khác với là video Minecraft nha quý vị, video Minecraft chắc là mình nói chung là em không biết quý vị hiểu những gì em nói không, thì nói chung là vậy đó. Em sẽ hạn chế rồi là bây giờ từ nay về sau rồi là em có thể là em hạn chế quay video lại, rồi cũng hạn chế làm video về Minecraft lại luôn đó. Rồi cái thứ ba là như lúc nãy em nói đó, là mùa giang người ta bắt đầu càn quét chiến dịch của người ta rồi, cho nên là thôi em nghĩ em nên mình nên gọi là rút lui đi quý vị ơi đó. Ghê quá đó, bây giờ đời giờ nó ghê quá quý vị đó. Và đồng thời thì em cũng rất là cảm ơn những quý vị đã ủng hộ cái video này cho em nha. Mặc dù là em biết rằng là cái cách làm video của em nó cũng không không có hay ho gì lắm đâu, nhưng mà quý vị đã gọi là ủng hộ cho em thì em cũng gọi là cảm ơn quý vị nhiều. Rồi thêm một cái thứ tư hay thứ ba vậy đó, em cũng không nhớ nữa. Đây như là có quý vị này nè, nó là ủng hộ series này, mong mong mình được mong em được 1.000 follower đó, thì cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị này nha. Thì quý vị này nói là khi nào quay á, thì cho xin quay chung, thì em mới nói là em chơi bản tào lâu chơi đâu có online được đó. Thì cái quý vị này thì nói là không phải phải tạo server. Thì thứ nhất là em không biết tạo server quý vị, tạo server em mới đừng tạo. Thứ hai nó là tạo ra là phải quản lý, tạo ra là phải quản lý, thì cái em từ trước giờ em không có tạo server bao giờ, em cũng không biết phải quản lý server như thế nào. Và thêm thứ hai nữa là từ trước giờ em chơi chung rồi, em chơi một mình quen quý vị, em luôn từ trước giờ em chơi một mình quen rồi, cho nên là kiểu như là có một ai đó đề nghị em gọi là chơi chung thì có thể là em không quen, không phải là em chảnh, mà tại kiểu như là không có quen quý vị ơi, cái giống hệt như là từ đó giờ là chơi game chơi mình không à, chơi game chơi mình quen rồi đó, chơi game online cũng vậy luôn quý vị. Em chơi game online em toàn, ví dụ như em chơi lúc trước em có làm một hai cái video liên quân đó quý vị thấy không, em toàn đi vô rồi em đánh, toàn là em đi vô em chơi vậy thôi, chứ em đâu có gọi là bật bật mic rồi bật chat gì tương tác với lại đồng đội đâu đó quý vị thấy đó. Rồi thêm một cái nữa là em muốn nói là
À gì ta? À đúng rồi, đó là cái vấn đề em làm video không không được hay quý vị. Không. Một cái vấn đề nữa để mà em từ bỏ cái việc đó là làm video trên YouTube, đó là trong vòng 4 năm qua em gắn bó thì đó là em làm video cũng không được hay. Đó. Thì lúc trước thì em làm video bằng điện thoại. Đó thì làm video bằng điện thoại thì nó không hay là chắc ăn rồi. Nhưng mà từ cái lúc mà từ cái ngày mà em mua được cái PC này á thì em cứ kiểu là ồ hay hay quá, đời lên hơn rồi, lên hơn rồi. Có được cái PC này mình sẽ được làm được rất nhiều thứ hay ho. Nhưng mà cuộc đời nó không như giấc mơ quý vị. Và thế là cái lúc mà em mua được cái PC này vậy á, cái PC này á không phải là do tự tay em mua nha, mà là xin tiền quý vị, xin tiền của cha em mua á. À, lúc đó thì dì Út của em biết biết em làm YouTube, và thế là cũng gọi là thuyết phục cha em gọi là ha là mua cái này cho em. À, mua cái này cho em để mà em học. Nhưng thật ra là nói dối quý vị, nói dối học vậy thôi chứ thiệt ra mua để làm YouTube đó quý vị. Đó ghê chưa đó. Thì đó thì cha em thì muốn mua cái laptop, còn em thì kiểu laptop thì sao mà mạnh bằng cái này được, không đúng không quý vị đó. Và thế là sau một hồi thuyết phục thì mua được cái này đó. Và sau khi đem về thì em rất là hấn hở, em kiểu ôi hay quá, được rồi, là từ nay về sau gọi là cái được con đường sự nghiệp YouTube mình sẽ gọi là lên hương. Nhưng mà tới lúc mà em biết được cái giá trị của là cái bộ PC này thì em mới kiểu sụp đổ hoàn toàn luôn quý vị. Cái giá trị của nó có 13 triệu mấy à. Thì không phải là em gọi là đua đòi hay là cái gì đâu, nhưng mà thật sự là 13 triệu mấy nó đâu có cân được bao nhiêu con game đâu quý vị. Những cái con game mà hơi nặng nặng nó đâu có cân nổi. Và thế là mọi thứ tan biến trong phút chốc luôn quý vị. Những cái ý tưởng gọi là chơi những cái con game nặng đô của em mà coi như bay màu luôn. Wow. Đó thì câu chuyện nó là vậy đó quý vị. Đó, và thế là lại tiếp tục quay về chơi Minecraft. Wow. Thiệt tình chứ thì không hiểu nổi luôn đó. Cuộc đời mà thiệt sao mà nó đen như chó không biết đó. Và thêm một cái nữa là sau khi mà mua cái máy tính này về á, thì em đó thì em lại đối mặt thêm một vấn đề nữa, đó chính là nhà ồn quý vị. Cái thì như quý vị xem video những cái video trước của em á, thì đó là cái lúc mà em còn ở dưới quê ngoại của em á, và em học ở dưới á, thì nói chung nhà em thì ban ngày thì nó rất là ồn đó, bởi vì là người thân trong nhà em kiểu như là sinh hoạt này kia nọ quý vị, đi qua đi lại nói chuyện này kia nọ thì rất là ồn đó. Rồi thêm cái nữa là bà ngoại của em thì có thói quen mở tivi rất là to quý vị. Mở tivi rất là to, nó lấn át qua cả nhà em luôn. Đó. Thì thế là nó cứ nó thì như quý vị hiểu rồi đó ha, nó cứ bị hút hút cái tiếng tivi nó cứ bị hút vô trong cái video của em hoài, và thế là việc gì đến thì nó cũng đến. Đó. Rồi thêm cái nữa là lúc đó mà em cũng không dám nói lớn quý vị. Trong suốt quá trình đó thì làm video ở ở ở cái chỗ đó thì em cũng gọi là không có dám nói lớn, tại vì nói lớn quá thì sợ bị hỏi đó, chứ là ủa từ nãy giờ nói chuyện với ai vậy con, ủa ê đừng nói con nói chuyện mình nghe con, ê không có được nghe con nói chuyện mình là nó tưởng đâu con khùng, vô vô bệnh viện tâm thần nghe con, đi biên hòa nha. Đó đó, đó thì đó nó vậy đó, nói chung là đó nó gian nan vậy đó quý vị. Rồi thêm cái đó là sẽ có vài quý vị nói rằng đó là ủa vậy sao không quay vào ban đêm. À, thì ok ban đêm cũng được, nhưng mà có điều là ban đêm thì ở khu vực đó là ở khu vực dưới quê mới quý vị. Dưới quê thì ban đêm thì nó rất là yên tĩnh quý vị ơi, chỉ có ve ve kêu thôi đó. Mà quá yên tĩnh đó, thì quý vị biết là gì không, đó chính là mình rất dễ đánh thức người khác dậy. Đó tức là cái lúc mà em còn dưới là cái nhà của em á, nó có một cái vách, và cái vách đó đó là nó là cái vách chung, cái vách chung với là cái nhà của dì Năm em, và cái phòng ngủ của dì Năm em á nghe, là nó được đặt kế, nó đặt ngay chân luôn quý vị, nó đặt ngay chân cái khu vực mà em để máy tính luôn. Và nếu như em quay video mà em nói kiểu mà em nói nhỏ đó thì không thu âm được, mà em nói lớn đó, thì đánh thức những cái người ngủ, những cái người ta đang ngủ. Thế là rồi xong đó, mọi thứ lại chật vật đủ hết thể loại này tới thể loại kia. Và trong cái khoảng thời gian đó, là mình không hề biết rằng đó là cái webcam của mình mới là cái thứ thu âm cái giọng nói của mình. Thì lúc đó mình cứ nghĩ là cái thứ thu âm cái giọng nói của mình đó, đó là cái màn hình đó. Nhưng mà phải đến đâu rồi vậy ta, gần cái vị gần chuẩn bị thi tốt nghiệp đâu, khoảng đâu là cách khoảng đâu là 5 6 tháng hay là 6 7 tháng gì đó, cái trong mấy tháng trước khi thi tốt nghiệp đó, thì em mới phát hiện ra đó chính là cái webcam này mới là cái thứ gọi là thu âm cái giọng nói của em đó, đây mới chính là cái mic nè. Trời ơi, nó thì chứ em biết, nếu như mà em biết như vậy nha, nó thiệt chứ giờ em sản xuất không biết được bao nhiêu video luôn. Mà nhưng mà tiếc rằng lúc đó em cứ nghĩ rằng là cái màn hình mới là cái thứ thu âm, lúc đó nó mới đau thì cái giống hệt như là từ đó giờ là chơi game chơi mình không à, chơi game chơi mình quen rồi đó, chơi game online cũng vậy luôn quý vị. Thì em cứ nghĩ là mình đã thoát khỏi những cái vấn đề tạp âm rồi, nhưng mà không quý vị, đó là
lại lại xuất hiện một vấn đề mới, đó chính là đối diện ở nhà em có một cái nhà hàng xóm, mà nhà hàng xóm đó thì có trẻ con. Mà trẻ con á, thì cái quý vị biết rồi đó, tụi nó thường hay gặp gặp gỡ nhau và tụi nó đùa giỡn với nhau rất là nhiều, và thế là tụi nó gây ồn. Và cái lịch chơi đùa của tụi nó cũng rất là đa dạng quý vị, buổi sáng có, buổi trưa có, buổi chiều có đó. Và nhầm lúc nha quý vị, nhầm lúc tụi nó chơi buổi chiều đó, nhầm lúc tụi nó chơi buổi sáng, nhầm lúc tụi nó chơi buổi trưa, em cũng biết đường đâu em mò luôn đó. Có một bữa nghe, có một bữa nghe, em rất là lười, em rất là lười, hình như bữa đó bữa buổi trưa không ta, buổi trưa vậy, buổi trưa em rất là lười, em không làm video đó, em không làm video đó. Nhưng mà tới lúc buổi chiều em tự nhiên em nổi hứng lên làm video, thì cái lúc đó thì tụi trẻ, cái tụi con nít nó lại xuất hiện, và thế là tụi nó giỡn hết, nhưng là tụi nó làm ồn. Wow, perfect, amazing, good job, rất là tuyệt vời luôn đó. Và thế là em nghĩ rằng là sau 4 năm trời mà kết quả làm video của em thì kiểu như nó vẫn tệ hại như vậy, nó không thể nào nó cải tiến lên được, thì em nghĩ mình nên dừng lại quý vị ơi. Em nghĩ mình nên dừng lại, đó là mình đã làm dở rồi thì thà mình làm ít thôi, chứ mình đừng làm nhiều. Làm dở mà làm nhiều thôi người ta cười vô mặt thêm chứ làm gì đó. Với lại là cái cách làm video của em nó kiểu như là bị ảnh hưởng rất là lớn từ những cái người YouTuber mà đời trước á. Và những cái người YouTuber mà đời trước thì quý vị đã biết rồi, thì đó là người ta làm video đa số rất là dài đó. Mà đối với cái thời đại mà nền tảng video ngắn nó xuất hiện nhiều như 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 ngày nay á, thì những cái video mà dài quá thì đa số là rất là ít người xem quý vị đó. Và cộng với đó đó chính là cái gì nữa nha, với lại là cái thị trường YouTube bây giờ kiểu như là nó bị bão hòa rồi đó quý vị, cho nên là người ta sẽ có xu hướng là lựa ra những cái gọi là những cái YouTuber nào chất lượng nhất để mà người ta xem thôi, còn những cái YouTuber nào kiểu như là chất lượng mà kiểu như là thứ nhì trở xuống á thì gọi là rất là ít người xem quý vị đó. Cho nên nó là thì quý vị hiểu đó ha, em thì chắc phải rút lui rồi. À còn thêm cái vấn đề bản quyền nhạc á, thì có một số quý vị sẽ nói rằng ủa tại sao không gia nhập vào một cái network nào đó thí đại đi để mà gọi là mình được tự do hơn trong cái việc gọi là sử dụng nhạc bản quyền á, ví dụ như là bình gì ta cái gì Điền Quân Network hay là Meetup Network này cái nọ đúng không đó. Thì em xin nói quý vị như này, đó là bây giờ mà em xin vô thì không biết người ta có nhận không nữa, tại vì quý vị nhìn kênh em kìa, vài tháng mới tăng được một hai người đăng ký, vài tháng thì mới có một hai người đăng ký mới, thì theo quý vị nghe cái kênh em có tiềm năng để mà người ta nhận vô không? Đó, đó cái đó mới là cái vấn đề câu hỏi mà em đặt ra, đó là cái kênh của em đâu á 3 4 tháng thì mới tăng được đâu một hai người subscribe. Ủa vậy bây giờ mình nhắn tin lên Facebook của người ta, mình vô fanpage người ta, mình nhắn tin mình hỏi là cho em xin vô liệu người ta có nhận không trời? Đó, cái đó mới là vấn đề. Đó, cho nên là thôi bây giờ em sẽ cố gắng là em tìm gọi là những cái bản bài nhạc mà không có bản quyền á, em xài không đi. Mà thật sự là những cái bài nhạc mà không có bản quyền nghe rất là chán quá vậy, nghe không có lọt lỗ tai lúc nào hết trơn á. Hiếm lắm á, hiếm có những cái bài nào mà không bị bản quyền mà nghe lọt lỗ tai lắm quý vị. Mà đa số những cái bài bài nhạc mà không bị bản quyền á, đa số nó xưa nó cũ lắm rồi, đó. Nó xưa nó cũ lắm rồi mà người ta nghe rất là chán rồi. Cho nên là đó, nói chung là quý vị hiểu rồi ha. Đó. Rồi nói chung là video này chỉ có vậy thôi, đó chỉ là thông báo cho quý vị dễ biết về những cái gì mà em muốn thông báo đó. Và video này thì nó cũng chật vật lắm tại vì mẹ em đang nói chuyện điện thoại quý vị đó, và nói chuyện cũng khá là lớn tiếng. Rồi bye bye quý vị nha, chúc quý vị một ngày tốt lành, và gì ta từ nay về sau đó là tôi sẽ hạn chế gọi là làm video lại, có hứng tôi làm, còn không có hứng thôi. Rồi đi đi, rồi bye bye.